là tình đầu tình rực rỡ, tìm trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi sẽ bao thành xưa. Tình ta thứ thắm say, ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, du áo phong xưa anh vui tình duyên. Lúc đám đuôi anh cho rằng tình ta như ánh trăng vàng, chờ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Chưa là đôi chưa phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay anh thuyền đã sang bờ. Thưa quý vị thân mến, tôi đã nói từ đầu là hôm nay tôi sẽ cho Phạm Quỳnh Anh chết trong tay tôi. Ủa? Vì sao? Hồi nãy khi cái nhân vật bí ẩn của chúng tôi vừa bước ra, chưa hát câu nào, cô ấy say sang tôi. Ôi dồi, cất giọng lên là biết ngay hát làm gì. Tôi say sang tôi nói, tình tướng. Rồi anh xem. Rồi em xem nhá. Hà Nhi thân mến, em có một cảm giác gì chưa? Thật sự rất là khó đoán, em đang cố gắng tưởng tượng ra một vài cái tên mà. Từ từ, từ từ, cô nói tên ở trong lỗ tai tôi trước đi. Tình tướng lại. Chị ơi. Nói chung là đây là một chàng trai đó em. Chàng trai ạ? Nói quầy vô, lén gái. Mà rất là lung linh lộng lẫy nha. Lung linh nha. Chàng trai mà lung linh lộng lẫy. Lung linh lộng lẫy. Vâng. Lóng lánh óng ánh kiêu sa nha. Và bây giờ, nhân vật bí ẩn của chúng tôi sẽ lộ diện. Xin mời. Em hồi hộp quá mọi người ơi. Tôi sẽ trợ giúp, tôi sẽ trợ giúp. Lộng lẫy hơn nữa chị. Em gì ơi, khỏe không? Em hào quang, hào quang nè. Hào quang? Bạn nghĩ xem, ai mà liên quan hào quang? Hào quang á? Rất trẻ và đẹp trai. Trẻ á? Đẹp trai. Trẻ có nghĩa là nhìn trẻ hay là trẻ làm đôi? Không, bạn hay là trẻ cái biểu cảm của, đặc biệt là các chị em phụ nữ mà lúc mà anh ấy xuất hiện là mọi người wow như nào. Không, ở đây ai xuất hiện cũng wow vậy hết á. Cô mới em chân thật. Vâng. Nè, ví dụ nè, 108, wow nào. Đó, đó là giá 108. 5 lít. Đó, thấy chưa? Là 500 đấy. Mọi người làm thế này thì em không thể nào đoán được ra ở bên kia được. Mới đầu mà mọi người đã tâm hồn. Nói chung là đây là một người em rất là thân thiết với chị. Tại vì em nghe giọng em nghe giọng rất là từng trải á. Chúng ta được quyền trò chuyện trực tiếp. À, rồi. Anh ơi, cho em hỏi là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Chị đừng có kêu em bằng anh. Thế à, chị gọi em là em hay là chú? Dạ vâng ạ, à, chị gọi em bằng em ạ. À, bằng em ạ, à, người Bắc luôn ạ. À. Nếu như mà chị đoán đúng thì là em, chị đã từng thấy em hát ở đâu đấy rồi ấy. Thật ra thì em biết chị nhiều lắm mà chị chưa biết em thôi. Đúng rồi. Em biết chị có một cái quán bia ở quận Bình Thạnh. Oh wow. Trời, khách quen, khách quen. Vâng. Ồ, thế là em đi qua quán chị nhậu rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bé trai. Dạ. Hát khò không lo, lo đi nhậu rồi. Lo đi nhậu à? Dạ, lâu lâu thôi anh. Thôi, hôm nay em order cái gì đấy? Dạ, em tới thì chị uống bia thôi. Em không thích phá mồi. Nhưng mà hôm đó em đến thì thấy chị đi đâu về với bạn chị. Thấy đi chiếc xe màu đen gì đó, em quên rồi. Chiếc phải xe không? Màu đen. Chiếc xe màu đen á, xe dạ. Máy á, xe máy không, là xe bốn bánh anh chị. Xe bốn bánh màu nâu em ạ, không phải màu đen. Thế là rồi, em xạo chị rồi. Em thấy xe màu đen, em nói thật. À, ok cơ. Nói chung là em trai này của chị cũng biết hát.
cũng có từng hát cái bản vừa rồi của em nhưng mà bằng một lời khác rồi. Cũng bản Nhạc Hoa đó nhưng mà lời chị khác. Chị đang nghe rồi hả? Chị nghe rồi, mình thân với nhau mà em. Nhưng mà thật ra mà nói thì chị Nhi có hỏi gì thì hỏi đi. Em có đã từng hát những ca khúc Nhạc Hoa lời Việt nào khác không? Dạ em có hát Nhạc Hoa lời Việt, em có hát Nhạc Thái lời Việt, em có hát Nhạc Anh lời Việt luôn. Nhạc Thái lời Việt ạ? Dạ. Một bài Nhạc Thái lời Việt em hát thử xem. Tại vì ca sĩ ở Việt Nam rất là ít ai hát được Nhạc Thái lời Việt. Dạ vâng, em không những hát được tiếng Thái mà em còn nói được tiếng Thái nữa. Em nói đi. Nếu em lớn bằng chị á, em đi ngoài đường em gặp chị em sẽ nói là bụng rác khôn, con rác bụng mây. Bụng rác khôn, con rác bụng mây. Có nghĩa là anh yêu em có yêu anh không? Ôi trời ơi! Nếu mà chị Nhi cũng có cảm tình với em á, chị nên trả lời là rác. Rác. Rác là yêu. Rác là yêu. Dạ, còn nếu mà yêu nhiều nó là rác. Thực ra là em rất là ít biết những bạn ít tuổi hơn em mà lại nói cái giọng dễ thương như này. Nổi tiếng. Dạ, nổi tiếng. Dạ, thật ra tại em hát trên YouTube nhiều, mọi người biết thôi. Không, nhưng mà bạn này nhiều hit lắm. Có cái bài hit nào mà có hai chữ không em? Em để em nhớ. Để nhớ đã chứ. Em không nhớ nhiều quá. Nhiều bài lắm. Nhưng mà em có một bài hit tới 4 chữ lận. 4 chữ? 3 chữ cũng có. 3 chữ có. 2 chữ cũng có luôn. Mình có khoảng được 7 bài hit không? Dạ, không tới khoảng 6 bài á. 6 bài. Dạ. Mà cái bài em hát hit là em remake lại bài của một người nổi tiếng lắm là thôi, em nói ra mà còn chỉ biết em thì sao? Đúng rồi. Thưa quý vị, là trong showbiz có một điều kỳ là có những ca sĩ hát bài đó khán giả thích nhưng nó không bùng nổ bằng một ca sĩ khác tự nhiên hát cái bài đó nó bùng nổ hoàn toàn. Thế bây giờ nhờ em hát thêm một bài hit của em được không? Thì thôi em vô em lấy tiền về luôn chứ chơi gì nữa. Không, hát bằng cái giọng này thì đâu có nhận ra đâu ạ. Sao không ra em? Nghe cái cách hát thôi. Cái melody là ra liền. Ra không anh? Em nghĩ khó ra lắm anh. Ra. Ok, ra thôi. Thôi bây giờ cho em giúp chị Nhi một cái được không? Giúp sao ạ? Em nói một cái là chị Nhi có thể đoán em là ai luôn. Vậy chơi làm gì nữa, phải cho người ta đoán sai chứ. Em có đi chơi với một người rất thân với chị Hà Nhi. Bạn ấy có nói với em là chị Nhi có một cái tính cầu toàn, mỗi lúc nào cũng tốt nhất. Đôi khi những cái gì mà không tốt làm cho chị buồn, làm cho chị mất ngủ. Ai đi tiết lộ thiên cơ của em vậy? Đúng không? Em còn biết nhiều nữa kìa. Em biết bạn trai chị là ai luôn. Wow. Thế là đoạn này sai rồi bởi vì em chưa có bạn trai. Dạ, chị nói vậy ảnh buồn đó nha. Chưa có bạn trai luôn. Nhưng mà đoán được ai chưa ạ? Nghe một cái là nghĩ đến chú Tuấn Ngọc. Cái tên tiếp theo là thân. Tức là lúc mà hát lên quãng cao thì em lại nghĩ ra Lê Hiếu. Sao đoạn lên cao lại nghe kiểu nữ giống anh Hoàng Tôn á? Sao không vỗ tay? Không, vỗ tay là em lại tin đấy. Nhưng mà anh Hoàng Tôn sẽ đâu có xuống được cái tốc thấp về đâu ta. Thôi tôi định gợi ý cho bạn nhưng sợ bạn không tin thôi vậy. Bạn nói là thử một câu coi. Bạn đã nghĩ đến Hoàng Tôn thì tôi lại gợi ý cho bạn thêm một cái là người này có chơi cả với anh Binzy và anh Hoàng Sullivan. Có chơi không? Có chơi. Có. Không, nhiều bài hit là chắc chắn sẽ chơi được với các chơi với các anh Binzy và... Không, chơi là bạn khoanh vùng được cái dòng nhạc nữa. Bạn nói thế thì mình lại càng nghĩ tới Lê Hiếu. Và lựa chọn là... Nếu em trả lời sai thì sao ạ? Thì em bị phạt đó. Không có gì hết trơn. Đây là một cái điều gì đó bình thường thôi. Là em vẫn được vương miện đúng không anh? Không, trả lời sai được vương miện. Anh sẽ chỉ cho. Nếu mà chị Nhi trả lời sai thì chị có cơ hội để tìm hiểu em ở ngoài đời hơn nữa. Đúng rồi. Wow. Em có người yêu chưa? Dạ chưa. Thế có vợ chưa? What? Chị nghĩ nếu mà chưa có người yêu mà chị hỏi có vợ chưa em trả lời sao? Hỏi không, kỳ. Người yêu vợ khác nhau. Chọn đi ạ. Khó nhở? Quá khó. Eo anh ơi. Anh Giang có bật tin vào linh chơi? Cảm của mình đi anh nào. Anh nghĩ là em nên chọn đi. Không, nhưng mà hát cái kiểu tên hát thoáng có... qua mà nãy giờ em chưa hề nói ra là cái tên đúng. Kiểu hát có hơi hát hơi ra một tí. Cái tên mà thoáng qua nãy giờ em nhưng chưa. Nhưng mà em có hơi phải pha một tí giọng của Lam Trường nhá. Hay quá. Ý là nghĩa là cái đoạn ở bên trên ấy thì có hát nhưng đoạn dưới thì không hát.
đoạn dưới thì lại rất giống chú Tuấn Ngọc. Anh Lam Trường anh hát chậm anh còn được, mà không ngồi với ai hát không được. Bởi vì nếu thật sự mà là anh Lam Trường thì thật em thuộc rất nhiều bài của ảnh. Thì em chọn Lam Trường đi. Cứ chọn tại vì thôi. Em chưa bao giờ gặp ảnh nên em cũng không biết là mình tin vào linh cảm của mình đi. Anh nhắc một điều là giọng anh Lam Trường là rất nhiều người giả được, bởi vì nó đặc trưng quá. Anh còn giả anh đi làm hài nữa mà. Trời người tình lớn. Anh Lam Trường ấy mà hát chắc là thề luôn á, khỏi biết phải liền, đoán. Khỏi phải đoán. Chị khổ nha, chán nha. Anh Lam Trường lớn tuổi hơn chị mà đúng không ạ? Đúng rồi. Anh Lam Trường chắc chắn là phải hơn lớn chị hơn nhiều chứ. Luôn. Hơn chị nhiều mà anh có vợ có con rồi em à. Em đang tiếp nhận những cái thông tin ngược ấy, bây giờ em sẽ chọn ngược lại với những gì mọi người khuyên em. Kể cả anh Giang luôn, tại nãy giờ thấy nhưng anh Giang. Nhưng mà nếu như em chọn anh còn biết, thì em sẽ có lỗi rất lớn với những người đàn ông đứng đây. Dạ không, em thấy như vậy là rất là thưởng cho em á. À. Nói em lại giống anh Lam Trường là thưởng em. À. Cảm ơn chị Nhi nhiều. Ô nhưng mà em này lúc đầu em nói giọng Bắc, bây giờ em chuyển qua giọng Nam. Ê cái chưa đúng rồi, em không để ý vấn đề này luôn. Đấy chị có ý cho em đấy. Anh Lam Trường chị là người Nam đúng không ạ? Anh Trường người miền Nam mà. Anh Lam Trường thì nói người được Hoa đâu. Anh Trường là người Hoa. Nói đi thôi. Anh Lam Trường người Hoa. Hả? Như vậy là 65 phút đã trôi qua. Ok em xin được chọn ạ. Bây giờ em sẽ chọn theo đúng cái biểu cảm của anh Giang nãy giờ. Anh Giang bảo em là anh Giang sẽ giúp em lấy được cái vương miện đó. Nên vậy. Nên lúc mà anh hét lên một cái như thế đó. Đúng rồi. Nhìn như là rất là hả hê. Nên là em nghĩ là thôi em sẽ chọn một cái tên mà em nghĩ chắc sẽ sai với tất cả những gì mọi người chỉ cho em. Chị rất là xin lỗi em nếu mà chị có đoán sai nhá. Nhưng mà nếu mà em hát được giọng của anh Lam Trường, chị nghĩ là cũng là một sự thành công rất là lớn của em rồi. Chị chọn anh Lam Trường. Anh nha. Thưa quý vị, lẽ ra là hồi nãy cô ấy không đoán được anh Lam Trường. Nhưng mà tôi cố gắng hỏi để chi. Vì tôi sợ là cô ấy sẽ có một cái nỗi buồn trong đời. Rất buồn luôn ạ. Vì tôi không thể nào nhận ra anh Lam Trường. Và cô ấy cả cuộc đời ấy sẽ ấy nấy vì điều đó, đúng không? Không, nhưng mà tội tụi em ở dưới này. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng là Nhi nhận ra là do anh hát thấp xuống phải không? Đã không hát cao lên, đã hát ra. Như vậy là Nhi đoán chính xác. Anh hai, Lam Trường.